Nếu bạn đang quay phim, quay video bằng điện thoại smartphone nhưng lại không quá dư giả về tài chính để có thể mua thêm những phụ kiện, những công cụ hỗ trợ cho thiết bị camera của mình. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại để quay video nhưng không biết cách nào để có thể sáng tạo nên những cú máy mới, ấn tượng hơn, hấp dẫn hơn, đem lại cho người xem những nội dung chất lượng hơn thì đây chính là video dành cho bạn. Mình sẽ chia sẻ với bạn trong nội dung ngày hôm nay 4 công cụ cực kỳ đơn giản mà các bạn có thể tìm thấy trong chính ngôi nhà của mình sẽ giúp chúng ta biến nó trở thành những phụ kiện hỗ trợ cho thiết bị camera, chiếc điện thoại smartphone của chúng ta. Và như thường lệ thì video này mình vẫn dùng thiết bị smartphone của mình để quay video và gửi tới các bạn nội dung. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng khám phá xem 4 đồ vật này sẽ được sử dụng như thế nào nhé. Đồ vật đầu tiên mà các bạn phải nghĩ đến là những cuộn băng dính như thế này. Bởi chiếc điện thoại smartphone của chúng ta thường khá là nhỏ gọn, do đó có thể dùng băng dính để dán chúng lên một mặt phẳng hay một vị trí bất kỳ. Chẳng hạn như ở đây thì mình sẽ dán lên cánh cửa. Ta đã có được một góc nhìn từ chiếc cửa cực kỳ độc đáo. Và khi mở cửa ra, camera sẽ di chuyển cùng với chuyển động của cánh cửa, tạo nên một cú máy khá thú vị. Chúng ta cũng có thể gắn điện thoại lên một chai nước và đặt trong tủ lạnh để tạo nên một cú máy với nội dung mở tủ lạnh ra và lấy một đồ vật gì đó ở bên trong. Hoặc tương tự, chúng ta có thể đặt trong tủ quần áo, trong cốp xe hơi để có thể tạo nên một cảnh quay mở ra từ một không gian tối đen và mở ra một không gian mới như thế này. Thậm chí chúng ta có thể gắn lên bánh xe máy, bánh xe ô tô để quay cảnh đường phố và tạo nên một góc nhìn cực kỳ độc đáo mà khó có thể nhìn được bởi một chiếc máy ảnh, một chiếc máy quay. Còn nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ thì các bạn có thể tìm kiếm những cục đất nặng như thế này và biến chúng trở thành chiếc tripod mini dành cho điện thoại smartphone của chúng ta. Cách rất đơn giản thôi, các bạn đặt điện thoại lên cục đất nặng, sau đó chúng ta gắn chúng lên một bề mặt bất kỳ, có thể là một mặt phẳng hoặc cũng có thể là một bề mặt gồ ghề. Bởi với những tính năng của đất sét thì cho phép chúng ta có thể tùy biến gắn lên bất cứ một cái mặt bề mặt nào, dù là mặt phẳng hay những bề mặt gồ ghề, từ đó giúp chúng ta có thể tạo nên những góc máy ở những vị trí rất đặc biệt mà bình thường máy ảnh hay máy quay có thể không chạm được đến. Các bạn có thể xem một video mình quay ở một góc máy như thế này. Tiếp theo cũng liên quan đến tripod thì chúng ta có thể tìm những đồ vật dạng như là một chiếc cốc nhựa, cốc giấy hay những hộp cắt tông, hộp xốp để cắt và biến chúng trở thành một chiếc tripod cho điện thoại của chúng ta. Các bạn làm rất đơn giản thôi, thì chúng ta sẽ cắt để làm sao đưa vừa điện thoại vào đây và từ đó giúp nó có thể đứng yên được theo một cái phương như thế này. Số 4 tiếp tục là những đồ vật mà mình nghĩ ai cũng có. Các bạn có thể sử dụng những quyển sách bìa cứng hay những chiếc hộp các tông, hộp xốp, miễn là nó có một mặt phẳng như thế này. Sau đó chúng ta sẽ dùng chúng để đặt điện thoại lên và tạo nên những cú máy lia ngang, lia dọc trên một mặt phẳng. Nó sẽ không hề thua kém những thiết bị slider sử dụng cho máy ảnh, máy quay đâu. Và nó lại rất nhỏ gọn, tiện lợi và bất cứ ai cũng có, bất cứ lúc nào chúng ta có thể tìm kiếm được. Như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với bạn cách có thể biến 4 đồ vật cực kỳ đơn giản này trở thành những phụ kiện hỗ trợ cho thiết bị camera smartphone của chúng ta. Và nếu bạn có một ý tưởng nào mới hơn, khác lạ hơn, biến những đồ vật khác có thể trở thành những phụ kiện hỗ trợ quay phim, quay video thì đừng quên chia sẻ với mình ở phía dưới phần comment trong video này nhé. Còn nếu cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên bấm like, share cũng như subscribe và ấn nút chuông bên cạnh để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh Học Làm Phim. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.